anh sẽ qua bên anh Hoàng anh mua cua, nhưng mà cua của anh Hoàng anh mua là anh sẽ bỏ dưới đất để cho con chó nó ăn, rồi anh phải qua bên đây anh mua cua của dì ba để anh ăn, thì anh mới nói là cua của dì ba mới đúng là con người ăn, còn cua của anh Hoàng chỉ là con chó ăn thôi. Thì bây giờ thì người ta nói vậy mình làm sao mình cũng phải tha thứ nó đi. Vâng, một anh đi phân khối lớn đến mua cua nhưng mà cũng không còn cua để mua nữa. Hết cua rồi anh, hết cua rồi. Anh đến trễ hơi trễ chút. Anh đến từ quận mấy anh? Anh ở Bình Thạnh thôi nhưng mà đang đi chơi ở xa. Dạ. Cái clip của mấy anh em á. Dạ. Thế là thấy rất là ngon, thứ hai là thấy bên kia người ta làm thì mình thấy nó hơi khó chịu. Dạ. Dạ. Hôm nay mình đến ủng hộ phải không anh? Lên đây rồi ăn ngon rồi đi mốt kéo anh em đến. Tại dạ. Vì anh em hay đi phượt. Thích dạ. Ăn cua lắm. Dạ. Vâng, anh này là một người khách hàng đến từ Bình Thạnh. Anh đến đây lần đầu phải không anh? Anh là đào tạo nghề tạo mẫu tóc. Dạ, đây là một anh chuyên về tạo mẫu tóc. À, anh thấy mấy đứa đưa lên, anh thấy rất là hay đấy. Dạ. Vì có ý nghĩa lắm. Dạ. Ta để một cái địa chỉ. Dạ. Ở trên đây có nhiều người mới người ta xem. Vâng, ý anh nói là... Cuộc sống Việt Nam tại Hồ Chí Minh, em có để địa chỉ. Anh chị này chị muốn chia cua lại cho anh này. Vâng, một chị gái đã muốn chia cua lại. Đã cho anh đi một phần khối lớn. Vâng, ở hôm nay thì có xuất hiện nhỉ? Hôm nay xuất hiện nhiều nghĩa cử rất là đẹp các bạn. Không à. Thấy chính thức là chưa ngon, thứ hai là chị ba lớn tuổi rồi dạ, dạ. Nhưng mà anh xem cái clip anh kia ảnh gạ chị ba mua hàng xong. Dạ anh nghĩ sao có cái ông Hoàng giữa mâm cua ở quận 10 á, chào mời chị ba mua cua mà chị ba không mua, rồi ổng hấp mâm cua ổng để bán cái bên á, anh nghĩ sao anh? Anh hôm nay là nói thật là không phải là gì, hôm nay là mình rất là lên đây mà ăn ở lại đây, tại vì ở đây đông quá, chứ đợi chị ba hết cua. Thứ nhất là ăn ở đây, mua của ông Hoàng, vẫn mua cua của ông Hoàng nha. Nhà mua cua của ông Hoàng sao bỏ, mua cua chị ba ăn. Yeah. Hôm nay là anh quyết định là anh làm gì đó. Yeah. Tại vì anh không có thích cái kiểu mà bán hàng, rồi tha là ông qua chứ ông không mời chị ba, ông qua ông mời chị ba xong rồi ông lại bán để ông đạt luôn chị ba, không hay. Nếu mà cạnh tranh là phải cạnh tranh với người trẻ, này là cạnh tranh với những người lớn hơn tuổi của mình, người ta hết sức lao động rồi. Rõ ràng anh xem cái clip mà lúc mà ổng mời dì ba là ổng có nói một câu là gì, thấy dì ba già rồi không còn bao nhiêu lao động nữa, muốn giúp cho dì ba. Tại sao giúp mà bây giờ mình qua đây mình bán hạ giá? Nếu mà mình qua đây mình bán, mình phải bán cái giá cao hơn dì ba đi thì mình giúp. Còn bây giờ qua đây đã bán cạnh tranh còn bán cái giá rẻ hơn dì ba nữa thôi chứ. Thành ra là cái sản phẩm đó chỉ để, nếu mà là anh mua chỉ để cho chó với mèo ăn thôi, còn người ăn là phải mua đây. Đó là những cái mà anh nói. Này còn cái anh Hoàng thì mình biết ảnh đang bên đây. Còn nếu mà ảnh mà có tiền mình trả thù thì cái này địa chỉ. Anh quay lưng tiếp, anh quay lưng già dạ. Nếu mà anh có anh Hoàng có tiền thì tới địa chỉ đó. Nếu mà có tiền mình trả thù thì điện ngay xuống hỏi luôn. Học viện tạo mẫu tóc. Mình ở bên ngay chân Bình Thạnh thôi. Dạ. Cái vấn đề là chỉ anh đi từ Bình Thạnh qua tìm ông Hoàng các bạn, mình mua cua bỏ luôn á. Cái đấy không bao giờ làm mạnh cái đấy. Tại vì mình giải thích cho này, mình thấy có cái bạn đưa lên là ngay đầu tiên là anh Hoàng anh đến với một cảm xúc rất là buồn. Kiểu như là anh đến anh lo cho dì ba, anh thấy dì ba là anh có nói một câu là dì ba hết sức lao động rồi, chỉ còn có mấy năm lao động nữa thôi đúng không? Thì anh đến để anh ủng hộ dì ba là bằng một cách là đưa cái giá gốc cho dì ba để dì ba bán. Anh tuyên bố là cái dựa cua của anh rất là lớn. Thì anh mới làm nghĩa cử đó, mình thấy nghĩa cử đó đẹp. Mình cũng có cảm kích ảnh lắm á. Tại vì mình hay đi từ thiện lắm. Xong rồi bắt đầu qua ngày hôm sau mình thấy đại đưa cái clip lên là ổng lên ra ổng bán. Ổng cạnh tranh bán này 2 tặng 1 thì mình rất là bức xúc. Mình xem đi xem lại, xem tới lúc mà 5 giờ sáng vẫn xem clip của các bạn đăng lên. Mà mình không có tài nào tìm được cái địa chỉ. Đấy mình xem hoài. Xem qua xem tới 5 giờ sáng luôn á. Rồi hôm nay là biết là ông Nguyễn Trãi. Rồi đi hỏi nãy giờ hỏi hơn tiếng đồng hồ mới đến đây. Người ta mới chỉ tới đây còn đi ngược chiều rồi công an nó ngược nữa. Đấy. Mới vô đến đây thì người ta lại hết cua. Nhưng mà bạn nào vườn được con cua là rất là trân trọng á. Còn cái nghệ kỹ của anh Hoàng thì mình không có khuyến khích. Tại vì cái Việt Nam của chúng ta là bây giờ là thời đại 4.0 rồi. Bây giờ ai người ta cũng muốn cạnh tranh một cách lành mạnh và người ta làm dễ.
nhưng mà trong cái cuộc sống của mình thì phải nghĩ lại ông già xưa người ta nói à, người ta phải là kính lão đắc thọ và kính người già. Người già mà vẫn còn đi lao động như vậy thì mình phải biết là bản thân mình còn trẻ thì mình phải gắng cố gắng mà làm đi, để lỡ sau này mình già cỡ như gì 70 tuổi mà mình vẫn ngồi bán thì đâu có hợp lý đâu. Rồi có một người trẻ nào đó nó làm mình như vậy nữa thì làm sao, đúng không? Cho nên là cái nghĩa cử của anh Hoàng nó có thể là nhất thời trong cái cách cạnh tranh của ảnh, ảnh có thể là không nghĩ được cái điều đấy, nhưng mà mình cũng không phải là chỉ trích ảnh nhiều, nhưng cái hành động đó là không có khuyến khích, hoàn toàn không khuyến khích. Cái hành động đó là hại, là xấu, là đưa cho các nước mình đi xuống chứ không đi lên được. Tại vì đâu có ai cạnh tranh gì, nếu mà cạnh tranh chuyện người ta qua Trung Quốc ta mua hết đồ Trung Quốc về đây rồi, đúng chưa? Tại vì đồ Trung Quốc rất là rẻ và con người Trung Quốc rất là đông, người ta làm người ta ăn tiền công ít, người ta bán cái sản phẩm nó rẻ đấy. Thôi mình nói vậy thôi các bạn. Cảm ơn anh, cảm ơn. Xe về luôn. Nào là mình cho chồng 300. Rồi. Vâng, rất rất đẹp mọi người ơi. Hứa với vợ là mua về cho vợ nó ăn thu thu. Tính ra là mua 4 con, 2 con gạch, 2 con đập. Nhưng mà con đi chạy quá vậy ba. Cảm ơn nha. Anh có vô chụp hình với dì ba cái. Vâng, anh này xin lì xì ở dì ba 200 ngàn. Rất dễ thương. Nói dì ba đừng có buồn nha. Con nói nè, có mấy thanh niên này giúp dì ba đó thì 1.000 người bán cua cũng không ai bán lại dì ba cả. Bởi vì người Việt Nam mình hiếu cái tấm lòng đó. Nói dì ba, cảm ơn dì ba nha. Rồi, cảm ơn anh. Rồi. Thành quá hả? Ship Power của anh Phố Hồ Chí Minh và hội mô tô của em là hơn 40 anh em. Mà nếu như mà cua của anh ngon mà anh bán lành mạnh thì chắc chắn là cái quán của anh nó sẽ để cái đẳng cấp cho anh em của em đến mà ủng hộ anh rồi. Nhưng mà cái thái độ mà qua mà mời chị ba rồi bán đặc trưng chị ba đó thì mình làm ăn gì nó không lành mạnh thì mình nên hạn chế cái đó lại và mình nên suy nghĩ lại bằng một cái thái độ là đến đây để mà tạ lỗi dì ba. Nếu mà anh Hoàng muốn tồn tại và bán cua thì anh Hoàng phải nên có thái độ xin lỗi dì ba thì chắc chắn anh Hoàng mới được giải thoát. Đó là cái điều mà mình muốn. Anh cái hỏi cuối là ngày nay anh tới đây là nói chuyện với anh Hoàng luôn hả? Anh tới đây á, thứ nhất không phải là nói chuyện với anh Hoàng bởi vì anh không có tư cách để nói chuyện với anh Hoàng, nhưng mà anh đến đây á là anh có hai cái điều anh muốn. Anh sẽ qua bên anh Hoàng anh mua cua, nhưng mà cua của anh Hoàng anh mua là anh sẽ bỏ dưới đất để cho con chó nó ăn, rồi anh phải qua bên đây anh mua cua của dì ba để anh ăn thì anh mới nói là cua của dì ba mới đúng là con người ăn, còn cua của anh Hoàng chỉ là con chó ăn thôi. Nếu mà anh Hoàng muốn tiền thì tiền anh em ha, có số điện thoại. Dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi, dạ cho anh ra. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh nha. Rồi anh em chặt vô đi anh. Rồi chào anh em. Dạ, bye bye. Bữa sau đi ủng hộ tiếp nha anh. Ok, chắc là ra ngoài đó. À. Dạ, hai đứa. Bây giờ nói Hoàng có uống gì đó. Tối qua ông Hoàng qua nhà gì vậy chị ba? Hả? Tối qua ông Hoàng qua nhà. Hồi sáng á là sáng sớm á là Hoàng hả? À Hoàng qua nhà gì ba? Qua nhà gì ba? Xin lỗi. À, vì nó năn nỉ gì ba bỏ qua cho nó. À. Là dì ba từ giờ tới nó không bán gì nữa tại vì nó không nó nói là nó còn mới cua nó tính để bán, kêu dì ba bắt chùm mà dì ba không bán à. Thành ra nó không bán vậy đó, ngồi đình ba để cho nó mang hết đặng mà nó về nó không có lấy cua bất nghĩa gì đó, nó nói vậy. Nó nói gì nhiều cái chuyện hôm qua đó thì dì ba thông cảm con, đừng có giận con mà đừng có cái gì đó, con biết lỗi rồi. À, mà nó đúng danh đi chắc tay nó xá anh đó, nó nồng nụ với ba mình khóc. Dạ khóc hả? Đúng khóc luôn. À nó là vậy thôi. Dạ gì ba thầy thấy sao gì ba? Ba mới nói vậy, dì ba nói á nếu mà con có bán á thì con bán, dì ba đâu có nói gì đâu. Dạ. Mà theo như con bán con nghĩ như thế nào, người ta ở đây là người ta thương dì ba, người ta không phải vì cái đồng
không phải là cua không có, người ta muốn ăn ở đâu là không có, mà ta thương về tình thương thì ba giúp đỡ thì ba thôi, chứ không phải là người ta ai mà muốn ăn cua thương là thương tới ủng hộ gì ba đó, mà con làm như vậy thì nó đúng ra không được, kỳ lắm coi. Cũng hỏi đó là ba nói vậy. Vậy thì ba có tha thứ cho chú Hòa không? Thì bây giờ thì người ta nói vậy mình làm sao mình cũng phải tha thứ nó đi. Vậy ba tha thứ cho Hoàng nha cả nhà. Chứ còn mình không biết lỗi là được rồi. Rồi, ok. Vâng, dì ba đã tha thứ cho ông Hoàng chủ vợ cua. Đúng là vậy, cuộc sống này nên tốt nhất là cũng không nên sân si quá nhiều các bạn. Ở đường Nguyễn Trãi nha anh ơi. Hẻm 567 đường Nguyễn Trãi đúng không anh? 565. À 565 nhé, hẻm 565 nhé.